12, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Hồi sáng giờ mình lại được 400 lại. Có vị nói với Pháp Hòa là lần đầu tiên được lại 400 lại. Năm nay khóa tu mùa hè 10 ngày cũng rơi nhầm vía Quan Âm nữa. Cho nên chúng ta sẽ có một chương trình kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm đặc biệt. Thế là chúng ta sinh hoạt từ hồi sáng đến bây giờ, tức là 10 giờ sáng đến bây giờ. Tụng lại suốt từ 10 giờ sáng. Bây giờ là chương trình cuối cùng của ngày, là chúng ta nghe Pháp Thoại. Hôm nay chúng ta tiếp tục Kinh A-di-đà với đề tài là Mười Phương Sen Nở, kỳ thứ 5. Quý vị có quyển kinh Nhật Tụng màu xanh đó, xin mở trang 75. Hôm trước chúng ta đã bắt đầu vào kinh rồi. Chúng ta đã nói tới cái tựa Phật thuyết A-di-đà kinh. Và bất cứ một kinh nào, khi mình bắt đầu vào kinh đó, thì đều có những cái câu này: tôi nghe như vậy. Một thuở nọ Phật ở tại thành Xá Vệ, hay là Phật ở tại tu viện Kỳ Viên, vân vân, cùng với 1250 vị tỳ kheo. Đây là những cái câu mà trong kinh nào mình tụng đúng đều bắt đầu hết. Thì cái này chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. Sáu cái điều, lục chủng là sáu điều mà nó làm nên để nó thành tựu được một cái quyển kinh, giống như một cái biên bản họp vậy đó. Hôm nay là ngày mấy, họp tại đâu, có những ai chủ tọa, ai làm thư ký, ai là những người tham dự buổi họp, thì đây là một biên bản.
chữ như thị mình đã nói đó, như thị là gì? Đó là tính thành tựu. Mình nghe như thị thì mình biết rằng điều này không có sai, đây là sự thật. Cái đó là tính thành tựu. Chữ ngã văn thì là văn thành tựu, là hai rồi, có bốn chữ đó mà hai cái thành tựu rồi đó. Như thị là xác thực, ngã văn là văn thành tựu. Ngã đang xác định tôi nghe. Nhất thời thì gọi là thời thành tựu. Phật là chủ thành tựu. Chủ là chủ tọa đó, giống như chủ vị chủ tọa vậy. Phật gọi là chủ thành tựu. Tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu. Phật là chủ thành tựu không? Tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên là xứ thành tựu. Ở đâu? Bây giờ mới tới gồm những ai thì gọi là thiên nhị à, giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bán ngũ thập nhân. Đó là chúng thành tựu. Gồm có các vị đại tỳ kheo tăng 1250 vị. Đó, cái đoạn kinh đó gọi là sáu cái điều thành tựu một cái bản văn, một cái bản kinh. Hôm trước mình đã nói cái này rồi, bây giờ mình đi vô cái chữ. Chữ giữ có nghĩa là cùng, không phải có cái nghĩa theo tiếng Việt là giữ với hiền. Thí dụ như mình phục nguyện tình giữ vô tình, tề thành Phật đạo, là người hữu tình và người vô tình. Cái chữ giữ này là cùng và à. Đại là lớn, dịch từ chữ ma ha. Hôm trước mình học đại bi chú đó, mình có học ba nghĩa của chữ đại đó. Có ai nhớ không? Chắc không nhớ đâu. Không nhớ là cái gốc mà. Đại có ba nghĩa. Lớn thì gọi là đại, nhiều thì gọi là đại, thù thắng thì gọi là đại. Thí dụ ha, một người như chúng ta phát tâm bồ đề rộng lớn, đại. Nhiều người cùng phát tâm, đại. Cùng phát tâm tu học để đưa chúng ta, đưa tâm hồn chúng ta đi tới cái chỗ an vui giải thoát, đó là đại. Đại có ba nghĩa. Chữ đại là dịch từ chữ ma ha đó. Cho nên thay vì nói ma ha tỳ kheo thì đó là đại tỳ kheo. Tỳ kheo là một trong bảy chúng đệ tử của Phật. Chúng đệ tử của Phật có bảy chúng: cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di nam, sa di nữ. Sa di nữ gọi là sa di ni. Sa di thì là bên nam, sa di ni là nữ, là bốn rồi phải không? Tỳ kheo là bên nam, tỳ kheo ni là bên nữ. Rồi giữa, trước khi mà riêng với các vị nữ á, mà trước khi được thọ tỳ kheo ni á, thì phải thọ thêm giới nữa. Thì cái giới đó gọi là học giới 2 năm, gọi là thức xoa. Bảy chúng: cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa. Có khi gọi là thức so mana, tức âm từ tiếng Phạn thức so mana, tỳ kheo, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, bảy chúng. Thì ở đây á, nói tỳ kheo tăng. Chữ tăng là gì? Chữ tăng là nói tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thì chữ tăng và chữ ni á, là để muốn phân biệt nam với nữ. Nhưng mà thật sự một chữ tăng là đủ. Một chữ tăng là gì? Tăng là âm từ tiếng Phạn, đúng chữ gọi là sanh ga. Người chúng ta âm lại là tăng già. Hồi sáng mình ca ngợi Đức Quan Âm á, hiện tăng già hóa đạt ma đó. Tăng già là âm từ chữ sanh ga, người Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng. Một cái chúng hội nào mà quy tụ lại có sự hòa hợp thì gọi là tăng. Còn gây gỗ thì có cái dáng tăng, cái tướng tăng, nhưng mà thật sự chưa có đúng nghĩa chữ tăng. Cho nên thí dụ như mình nói vậy nè,
Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Thì mình thêm chữ ni á, là để phân biệt là trong số lượng ngồi đây có các vị hòa thượng, hòa thượng ni, thượng tọa, thượng tọa ni, đại đức, đại đức ni. Cho nên cái chữ tăng ni mình để sau cùng. Chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Quý vị thường nghe ta lên ta phát biểu ta nói vậy gì? Thành thử ra, thí dụ như bây giờ mình nói là hôm nay làm lễ cúng trai tăng. Trai tăng là cái gì? Trai là trai phạn. Hôm nay tôi thiết một cái buổi cúng cơm, cúng dường trai phạn cho tất cả chư vị tăng ni. Nhưng mà chữ ni là mình nói thêm để mà dễ hiểu chứ thật sự khỏi cần cũng được. Cho nên gọi là trai tăng. Chữ tăng trong đó có ni. Bởi vì ni mà sống hòa hợp thì cũng là tăng. Bởi vì tăng đâu có nghĩa chỉ cho nam. Tăng là một chúng có hòa hợp. Cho nên thí dụ như người ta nói hôm nay làm lễ cúng trai tăng, cái mình đi dự, cái vô người ta nói kính bạch chư tôn hòa thượng đại đức tăng, cái các vị ni đứng dậy đi về. Hỏi sao vậy? Nói cúng tăng chứ không cúng ni. Ví dụ vậy đó, là không đúng. Hiểu vậy là không đúng. Bởi vì chữ tăng là một chúng có hòa hợp. Cho nên mình thêm chữ ni là để hiểu là à, có thêm chư vị nữ tu. Nhưng mà bên hòa thượng ni á, hòa thượng ni á, dùng cái từ hòa thượng ni là để khi nào trong một giới đàn. Nhưng mà bình thường ở nhà, bình thường trên giấy tờ hành chánh chúng ta là ni trưởng đó. Còn chúng ta gọi gần gũi thân thiết thì gọi là gì? Sư bà. Gọi sư bà là chúng ta gọi trong nhà, gọi thân thiết. Cũng giống như mình gọi là sư ông vậy. Sư ông là giống như là ông nội. Nhưng mà mình gọi theo đúng từ ngữ là gọi là hòa thượng, ni trưởng. Thấy không? Còn chúng ta gọi thân thiết trong nhà là gọi sư ông, sư bà. Nhưng có nhiều vị không có chịu, nói tu rồi còn sư ông, sư bà. Nhưng mà cái đó là một cách gọi cho nó gần gũi trong gia đình. Còn ví dụ như sư cố. Sư cố tức là ông cố của mình á, gọi là sư cố. Thì ở đây mới nói á, các vị tăng, mình Pháp Hòa nói chữ tăng, bây giờ nói chữ tỳ kheo. Chúng trong chúng đệ tử Phật thì có chúng gọi là chúng tỳ kheo. Tỳ kheo có ba nghĩa. Các vị nam á, thì thọ 250 giới. Các vị nữ á, thì 348 giới. Thì các vị tăng á, thì cái chữ tỳ kheo có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phá ác. Nghĩa thứ hai là bố ma. Nghĩa thứ ba là khất sĩ. Tỳ kheo có ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Phá ác có nghĩa là những cái gì xấu ác không làm. Còn phá bố ma là gì? Làm cho ma sợ. Làm cho ma sợ nghĩa ban đêm rồi mình ăn mặc sao để cho ma nó ngán mình. Chữ ma này là gì? Phiền não ma. Ma phiền não đó. Một vị đi xuất gia thọ tỳ kheo mà cả ngày cứ phiền não với người này, phiền não với người kia là bị ma bố, chứ không phải là bố ma. Dĩ nhiên trong cuộc sống thì ai cũng là những người phàm, chứ có ai là thánh đâu. Nhưng mà mình phải làm sao cái năng lượng phiền não của mình đó, nó bớt đi, nó bớt giảm đi nhiều hơn là mình phiền não. Mình phiền não nhiều hơn á thì coi như là mình bị ma bố. Còn ai mà không có phiền não nhưng mà cái bố của chỗ này là nó khởi lên, mình biết mình dằn nó được phần trăm nào tốt. Chứ còn chưa ai dám vỗ ngực nói tôi là người không phiền não. Nhưng mà con mình có thể dám nói là tôi lúc này bớt phiền não. Tôi là bớt phiền não. Cho nên các vị thọ thập thiện đó, ba cái giới cuối đó là tham sân si đó, thì không dám nói là không tham, không sân, không si. Và mình bước đầu mình nói là sao? Bớt tham, bớt sân, bớt si.
trời ơi, mình thọ giới thập thiện rồi, nội giới thập thiện thôi là đã tới cái chỗ tham sân si, đừng có nói chi tới giới Bồ Tát. Bồ Tát giới rồi mà còn tham sân si thì trật lất à. Tưởng tham gì, tham cái chỗ ngồi. Mấy bà, mấy ông ngủ giới với ông xuống dưới kia ngồi. Để trên này tôi Bồ Tát. Đâu có phải vậy. Mình thọ Bồ Tát giới như vậy đó là mình tu chưa có đúng. Bồ Tát là phải nhường cho người khác cái tốt, nhận cái xấu về mình. Luôn luôn là phải đi chăm sóc lo lắng cho người khác. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, đại chúng mình thực tập. Ví dụ vào trong chánh điện tụng kinh đó, mình biết kinh để ở đâu. Tới giờ tụng kinh đó, khi mình thấy số lượng đông mình để ý một chút. Có những người ta không có kinh, mình đứng dậy mình đi lấy. Có nhiều khi mình thấy người này qua tủ này, người kia qua tủ kia, mở hết các tủ mà có những người biết kinh mà cứ ngồi coi như không thấy. Thành thử ra mình biết quyển kinh nào nằm ở đâu thì mình nên để ý cái đó, rồi mình giúp đỡ cho những vị người ta tới sau mà không biết kinh để chỗ nào. Cái chuyện nhỏ vậy thôi. Ví dụ như giờ mình là những người thuần thành trong chùa, những Phật tử lạ ta mới bước vô, mình đứng tới mình tiếp chào. Sau đó rồi mình, thí dụ tại chúng đang ăn cơm thì mời quý vị dùng cơm, và hoặc là người ta đến lễ Phật ta không biết nhang để đâu, mình giúp cho người ta chút chút vậy thôi mà người ta hoan hỷ lắm. Tại vì người ta mới tới bỡ ngỡ mà được người giúp đỡ. Quý vị tưởng tượng sống mà mình đi tới chỗ lạ mà có ai mà tới comfort mình đó, tự nhiên mình thấy mình rất là vui. Thì tưởng tượng trên cái bước đường chết đi, mình bỏ cái thân, mình bỏ cái cõi giới này, mình đi vào cái cõi giới mà không hề quen biết với ai. Thì Tổ Quy Sơn dùng cái từ sao? Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng là đúng lắm. Cho nên rồi nhiều đám gần đây á, mấy đứa nhỏ nó nói tiếng Mỹ nhiều quá, nó lên đó, Pháp Hòa phải nói, phải ví dụ cho nó nghe. Đi đường mà tới một cái chỗ nào mà không có bản đồ trong tay, không người chỉ dẫn, thì tự nhiên mình cảm thấy mình hoang mang không biết đi đâu. Cái người chết cũng vậy. Họ bỏ cái form này, cái thân tướng này, họ nhận một cái form khác ở một cảnh giới khác thì chơi vơi lắm. Họ không biết phải đi đâu. Cho nên người thân mà tụng kinh mà hộ niệm cho họ đó, đó là chúng ta chỉ dẫn cho họ một cái bản đồ, cái cách đi. Chẳng hạn như mình đi xuống phố Tàu á, thì xuống ta số phố Đăng Thao á, những cái chỗ đèn nó chốt là đó là những chỗ gì? Casino, quán nhậu, quán bar, chứ đâu phải chùa. Nhưng mà thường thường mình bị những ánh sáng nó lôi cuốn, cho nên phải chỉ cho người đó biết. Cho nên kinh Địa Tạng nói rất rõ và rất hay. Cho cái vị tỳ kheo là cái người bố ma, phá ác, bố ma. Ma này không nghĩa là đâu, ma cỏ đâu bên ngoài. Ma này là ma phiền não. Cái thứ ba là gì? Khất sĩ. Khất sĩ là người xin ăn. Nhưng mà xin ăn đây không phải là nghèo khổ mà đi xin. Đi xin đây có nghĩa là gì? Là một cái cơ duyên để hóa độ. Người kia chưa hề biết phát tâm, mình đến cho các vị phát tâm để người ta mở lòng. Cho nên nó không có cái gì đẹp bằng cái chữ khất sĩ. Bây giờ mình có học tới tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, sĩ gì đi nữa thì nó cũng không bằng khất sĩ. Cái người khất sĩ là người ba y một bác. Cho nên ví dụ như bây giờ quý Phật tử trong đạo Phật mình á, mình kính một vị tu sĩ đó là tại vì cái vị đó học cao, hay là tại cái đức cái vị đó. Mình đến thân cận cái người đó là vì cái người đó có cái hạnh tốt, có cái đức tốt, hay tới vì cái học vị. Nếu mà cái học vị thì trên đời này thiếu gì. Cho mình đến với một người xuất gia là mình đến với cái đạo hạnh của người đó, đến với cái hạnh tu của cái vị đó. Cho nên cái chữ tỳ kheo nó ba nghĩa. Ví dụ bây giờ mình mà có ký tên đi nữa dưới, mình để là mình là tỳ kheo gì đó thôi, chứ còn nói là tỳ kheo tiến sĩ là không đúng rồi đó. Không có tỳ kheo tiến sĩ.
mình cạo đầu, phải không? Mình cạo cái đầu, mình bỏ hết tất cả để đi vô trong chùa nhận một vật chức thôi, chức khất sĩ. Rồi sau đó mình mới đi nhận thêm vài cái chức nữa của thế gian cho mình. Cái chức đó là mình sống, tại vì mình ở cái xã hội bây giờ đó, mình phải đi học, mình phải có. Nhưng mà người tu đó, học cho có vậy thôi mà không có vướng. Còn vướng với cái từ đó thì mình chưa phải là một khất sĩ. Mà lỡ ai giới thiệu mình mà không đúng cái danh hiệu của mình thì mình buồn, gọi là ma bố. Ví dụ như mình là tiến sĩ mà lên giới thiệu mình mới là kỹ sư thôi thì mình buồn liền. Hay là mình là một cái chức gì đó mà giới thiệu mình thiếu, mình buồn, thì là chưa phải là người khất sĩ. Tỳ kheo, tỳ kheo là bố ma, mà ma này là ma phiền não. Tỳ kheo tăng thiên nhị bá ngũ là 1000, chữ thiên là 1000. Chữ thiên này không có nghĩa là trên trời, chữ thiên này là ngàn. Nhị bá là 200. Nhị bá là nhị bách cũng được, nhị bá, nhị bách gì cũng được. Ngũ thập là 50. Tôi mình viết ra số là 1250, 1250 vị. Câu đây nghĩa là câu hội lại. Giai thị, các vị này đều là đại A-la-hán. Chữ đại đấy ha, nãy nói rồi đó. Vì A-la-hán là gì? A-la-hán là cái quả thứ tư của bốn quả, trong đó gồm có Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hứng. Thì A-la-hứng có ba nghĩa: ứng cúng, sát tật, vô sanh. Ứng cúng là gì? Là ứng hợp để thọ nhận cái sự cúng dường của trời người, ứng cúng. Sát tặc là giết giặc. Giặc này giặc gì? Giặc phiền não. Vô sanh là người không còn bị những cái sanh tử trần lao này nó chi phối nữa. Quý vị tưởng tượng ha, mình nó vô lượng vô số kiếp sanh tử tử sanh rồi, nhưng mà thôi giờ cái đó mình quên, mình không nói đi, nội cái đời này thôi nè, một lần sanh một lần tử thôi mà khổ não vô cùng, phải không? Khi sanh ra thì mình cũng khóc, rồi không khóc thì người ta đập cho khóc, người ta dỗ, ta dỗ mông cho khóc để biết đứa nhỏ này nó khỏe. Rồi bắt đầu lớn lên, mà từ cái lúc sanh cho tới tử, cuộc sống này nó có hai chữ sanh tử thôi. Mà trời ơi, quả thật là bì lao. Muốn có hạnh phúc cũng đâu phải đơn thuần, đâu phải đơn giản, cũng phải tranh đấu, cũng phải đủ kiểu hết. Có một vị Phật tử phone than chuyện gia đình xong, cái chị mới nói: thầy ơi, con thấy thương thầy quá. Hỏi sao vậy? Ngày nào thầy phải cũng nghe chuyện của thế gian đó. Sanh tử bì lao. Cho nên cái chữ trong kinh thường dùng là sanh tử bì lao. Chúng sở tri thức, mọi người đều quen biết. Nói tới cái chữ tri thức thì trong kinh có định nghĩa là có nhiều khi á, mình nghe danh của người đó thì gọi là tri. Hôm nay được gặp người đó, được học hỏi với người đó thì gọi là thức. Chỉ tri thức là vậy đó. Ví dụ như nào giờ á, mình nghe danh một vị hòa thượng nào đó, nghe danh nhưng mà chưa hề được gặp, thì mình mới tri thôi chứ chưa thức. Đến khi nào mình nghe, mình thấy được gặp tận mặt cái người đó, mà nghe cái người đó nói pháp cho mình nghe hay là giảng dạy gì đó thì gọi là thức, tri thức. Rồi có khi gọi là, cho nên gọi là nghe danh, gặp mặt thì là tri, hiểu rõ cái tâm của mình gọi là thức. Nếu chỉ nghe danh mà chưa gặp mặt thì mới tri thôi, chưa phải là thức. Mà bây giờ tuy gặp mặt mà chẳng nghe danh thì là thức. Thí dụ như đụng cái
mình gặp cái người đó mà hồi nào giờ mình chưa nghe ai nhắc tới đó, thì cái đó là thức. Thì cái chữ tri thức người ta giảng nhiều kiểu cho mình nghe để mình hiểu vậy thôi. Chúng sở tri thức. Bây giờ trong này á, mới đưa ra tên của 16 vị trưởng lão Xá Lợi Phất. Thường thường ở trong chúng á, đệ tử Phật á, có những vị nào mà lớn tuổi, tuổi hạ cao và tuổi đời cao thì chúng ta gọi là những vị trưởng lão. Chữ trưởng á, là cái đức của cái vị đó cao. Lão á, là do tuổi đời cái vị đó cao, giống như già kêu lão. Nhưng mà lão ở cái thân, cái tuổi. Nhưng mà nếu cái đức phải lớn nữa thì mới gọi là trưởng lão. Học rộng là trưởng, tuổi tác cao là lão. Cho nên cái đức mà cao rồi cũng gọi là trưởng lão. Cho nên ví dụ như các vị nào mà pháp lạp mà cao, tu cao, đạo đức cao mà trưởng, lớn tuổi rồi là lão. Bây giờ các vị trưởng lão này gồm có 16 người. Trong này có người đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị nào mà học thập đại đệ tử, 10 đệ tử lớn của Phật á, trước khi Pháp Hòa nói thì Pháp Hòa mới nói 1250 vị tỳ kheo nè. Quý vị thường nghe trong kinh nhắc lắm. Thật ra đệ tử Phật nhiều lắm, nhưng mà 1250 vị là đầu tiên và thường đi với Phật. Thí dụ như khi mà Phật mới vừa thành đạo đó, Phật đến vườn Lộc Uyển, Phật thuyết pháp tứ diệu đế đế đó, Phật độ được ai có nhớ không? 5 anh em Kiều Trần Như đó. Thì trong đó có Ngài Mã Thắng, có Ngài Ác Bệ, Ngài Thập Lực Ca Diếp, Ngài Ma Ha Nam, Ngài Kiều Trần Như, 5 người. Rồi sau đó Ngài Xá Lợi Phất theo Phật, dẫn thêm 100 đệ tử theo nữa. Rồi Ngài Mục Kiền Liên theo Phật, dẫn thêm 100 đệ tử theo nữa. Rồi 3 anh em của ông Ca Diếp, tức là Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, U Lâu Tần Loa Ca Diếp, 3 anh em đó có 1000 đệ tử nữa. Rồi đệ tử của ông trưởng giả Gia Xá 50 người thì cộng lại là 1255. Nhưng mà bởi vì chúng ta nói cho nó trọn cái câu đó, thì gọi là 1250 vị, chứ đúng ra là cái nếu tính theo số lượng là 1255. 5 anh em Nhiều Trần Như là 5 rồi. Ngài Xá Lợi Phất 100, Ngài Mục Kiền Liên 100 là 205, phải không? Ngài 1000 đệ tử của 5 anh em, 3 anh em Ngài Ca Diếp nữa, 1000 nữa là 1205. Cộng với 50 người hầu cận của trưởng giả Gia Xá nữa, 50 người nữa, 1255. Thì Ngài Xá Lợi Phất á, ở trong hàng đệ tử Phật á, Ngài là người được tôn xưng là người có trí tuệ bậc nhất. Tại vì khi Ngài ở trong thai của mẹ Ngài đó, thì tự nhiên bà có một cái trí tuệ phi thường, đến mức độ là những người nào mà tới luận nghị với bà đó đều thua hết. Tự nhiên trong người bà nó sanh một cái trí tuệ lạ như vậy. Nhưng mà ngày xưa đó, Ngài Xá Lợi Phất lấy họ của mẹ, mẹ họ của mẹ Ngài là Sari, mình âm là Xá Lợi. Cho nên người Bắc á, âm rất là chuẩn. Người Bắc âm là Xá Lị. Bây giờ quý vị dở mấy cái bản kinh ở ngoài Bắc á, này Xá Lị tử. Chữ tử là gì? Chữ tử này là âm từ chữ Phất. Bởi vì chữ Phất á, nghĩa là con. Cho nên chữ Xá Lợi Phất á, phải dịch là người con của dòng Xá Lợi, người con của dòng Xá Ri. Có một lần Pháp Hòa đọc một cái bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh của một vị thầy dịch. Thầy dịch như thế này, thí dụ như cái câu mà Xá Lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt á, thì
thì thầy dịch là: này người con dòng Sa-ri. Nếu mà dịch ra tiếng Việt á, bởi vì chữ Phất á nghĩa là tử, tử nghĩa là con của dòng Xá Lợi. Xá Lợi là họ của mẹ ngài. Cho nên nếu mình nói Xá Lợi Phất, chữ Phất là mình biết là tượng trưng cho một người con. Cho nên vị thầy dịch rất sát: này người con dòng Sa-ri. Cho nên gọi là Sariputra đó. Xá Lợi Phất, Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử, người Trung Hoa gọi là Thu Tử. Nếu mà quý vị dở những bản kinh có nhiều vị dịch thẳng luôn: này Thu Tử. Thu Tử là biết là Xá Lợi Phất đó nha. Thì ngày Xá Lợi Phất á, một hôm á, ngài với ngài Mục Kiền Liên là hai người bạn thân á, thì hai người nói với nhau: bây giờ thầy mình mất rồi, mình đi tìm một vị thầy khác mình nương tựa. Và cũng nghe người ta đồn về Phật rất nhiều nhưng mà chưa được dịp gặp. Một hôm nọ, ngài Xá Lợi Phất đi đường và gặp ngài Mã Thắng. Ngài Mã Thắng tức là một trong năm anh em của ngài Kiều Trần Như đó. Thì mới hỏi: vậy chứ thầy đệ tử ai? Nói: tôi là Mã Thắng, đệ tử của Gautama, Cồ Đàm Gautama. Nói: vậy thì thầy của thầy dạy thầy cái gì? Nói: tôi mới tu, chưa có hiểu biết nhiều. Thôi bây giờ thầy muốn gì tôi xin mời tới gặp thầy của tôi. Ngài Xá Lợi Phất mới năn nỉ, nó thôi nói cho tôi nghe câu đi. Ngài Mã Thắng mới nói: vậy hả, thôi để tôi đọc cho câu. Ngài Mã Thắng mới đọc: các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt, bậc đạo sư chúng tôi thường giảng dạy như thế. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong tâm tư bừng nở ra: trời ơi, thì lâu nay tất cả những cái mình cần phải hiểu là chỉ có hai câu thôi: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Quý vị hiểu câu đó không? Các sự tượng hiện vật, sự vật hiện tượng trên thế gian này là do duyên nó có mặt, nhưng mà cũng có duyên nó tan. Bây giờ mình đã có duyên nó có mặt nè. Ngày hôm nay á, mình tạo duyên là nhân lễ vía Bồ Tát Quan Âm, mình tổ chức lễ Ngũ Bách Danh, tạo cái duyên. Rồi mỗi người là một nhân, rồi duyên với nhau, cho nên cái quả có mặt là chúng ta từ sáng giờ ở đây, thấy không, lại Phật tụng kinh, đi tụng đám đủ thứ hết. Rồi bây giờ á, ngày mai á, sau 2 giờ là sao? Duyên nó hết. Hay quá. À, duyên diệt mà. Thì duyên tất cả các cái pháp, ví dụ như cái hoa này, bây giờ cái duyên nè, cái duyên của nó là có cái miếng mút xanh xanh ở trong, rồi có cắm, rồi có nước, cho nên là tất cả các cái duyên nó gom lại cái nó có mặt. Nhưng mà một tuần lễ sau, hoa này nó không còn đủ sức để nó hấp thụ nước nữa, phải không? Và tới cái lúc nó phải diệt đi. Mình nói ví dụ vậy đó. Cái thân của mình đó, do tất cả các cái duyên mà nó có mặt, nhưng mà rồi một ngày nào đó đủ duyên thì nó cũng ra đi, rồi tan rã ra hết, phải không? Bây giờ mà nếu mình đẩy vô trong cái lò đó, đẩy cái nắp lại, bấm nút 6 tiếng sau là đủ duyên cái ra thành hữu. Tất cả các pháp do duyên sinh, tất cả các pháp do duyên mà nó diệt. Bây giờ mình nói vòng, nói ngo, nói gì rồi thì cũng ở bao nhiêu chuyện đó thôi. Sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nghe xong bừng tỉnh, một mạch chạy về nói với ngài Mục Kiền Liên: mình đã tìm được một bậc đạo sư rồi. Hai người chạy tới xin quy y, và sau đó mới tuyên bố với các đệ tử: chúng tôi không có ép các vị, bây giờ riêng hai anh em chúng tôi tìm được thầy rồi thì chúng tôi xin quy y, còn các anh em nếu mà không thích thì có thể ra về. Cái thì mấy anh em kia mới nói: trời ơi, hai vị là thầy của chúng tôi mà còn nhận cái vị này là thầy thì chúng tôi người có cách nào là không nhận. Thành thử ra dẫn hết một phái đoàn 200 người đi theo. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên. Rồi bây giờ người thứ ba là ai? Ma Ha Ca Chiên Viên.
ở trong các cái vị đệ tử Phật, cái ngài Ca Chiên Viên là biện luận bậc nhất. Cho nên cái chữ Ca Chiên Viên đó, người Trung Hoa dịch là văn xuất. Chữ văn á nghĩa là văn chương. Chữ sức này là sức lực, có cái sức lực về văn chương, ngài ăn nói lưu loát, biện luận hay, hàng phục được tất cả những cái người mà đến để mà biện luận với ngài. Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La. Chữ Maha này là thêm thôi để nói lên cái đặc biệt của vị này. Câu Hy La là ai? Câu Hy La là cậu ruột của ngài Xá Lợi Phất. Câu Hy La là cái người mà biện luận với mẹ của ngài Xá Lợi Phất lúc mà ngài còn ở trong bụng á. Ngài Xá Lợi Phất còn ở trong bụng mà lúc này Câu Hy La là một cái người đang học giỏi lắm và đến biện luận với bà, và điều bị bà bẻ gãy hết thì ông này mới nói cái thằng nhỏ trong bụng thì nó đặc biệt quá. Rồi sau này ngài cũng theo Phật mà đi tu. Ly Bà Đa. Chữ Ly Bà Đa đó dịch nghĩa là tinh tú, là ngôi sao. Còn dịch được, còn dịch là thất tinh, tức là sao thất. Sao thất là cái sao thứ 13 ở trong 28 sao. Thường thường ta nói nhị thập bát tú á, 28 vì sao. Thì tại sao ngài có cái tên này? Bởi vì cha mẹ của ngài đã cầu cái ngôi sao đó để được sanh ra ngài, cho nên khi sanh ra thì đặt tên ngài là Ly Bà Đa. Ly Bà Đa thì tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa dịch là thất tinh, là ngôi sao thứ 13. Tiếng Anh gọi là Pegasus, những cái tinh tú. Ở trong văn chương Việt Nam á, nếu mà mình làm thơ 7 chữ 4 câu á, loại thơ thất ngôn tứ tuyệt á, thì thơ thất ngôn tứ tuyệt còn có một cái tên nữa là nhị thập bát tú. Tại vì đếm chữ ở trong đó đó, bốn mỗi một câu là 7 chữ, mà 7 chữ 4 câu thì nhân ra là 28. Cho nên thơ thất ngôn tứ tuyệt còn được gọi là nhị thập bát tú. Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già. Châu Lợi Bàn Đà Già rất là famous, nổi tiếng ở trong Phật giáo lắm. Còn được gọi là Châu Lợi Bàn Đặt nữa. Thì cái vị này á, dịch cái tên của ngài á, nếu mà dịch theo tiếng Hoa là gì? Dịch theo tiếng Hoa là Lộ Biên Sinh. Lộ Biên Sinh là sao? Là cái người được sinh ở bên vệ đường. Tại vì theo phong tục của người Ấn Độ á, khi một người nữ có mang, sắp đến ngày sinh á, thì phải đi về nhà của cha mẹ ruột của mình mà sinh. Thì trên đường đi, mẹ ngài sinh ngài ra, không kịp về tới nhà, sinh ngài ra ở dọc đường, thì liền đặt tên cho ngài Lộ Biên Sinh, Châu Lợi Bàn Đà Già. Cũng giống như Việt Nam mình thôi, có nhiều khi sanh ra rồi đứa con không có đặt tên, con này nó là thứ 7 trong nhà cái đặt Nguyễn 7, thứ 8 đặt Nguyễn 8, ví dụ vậy đó. Có một cái cô đó, ví dụ như buồn lúc mà sanh ra không có chồng kế bên, rồi buồn khổ quá cái đặt sanh con đặt tên Lệ để kỷ niệm cái ngày buồn khổ của mình, ví dụ vậy. Cho nên thường thường là hồi xưa là hay đặt theo cái hoàn cảnh lúc đó. Có những vị Phật tử sanh con ở Hồng Kông, sanh hai đứa, đặt đứa tên Hồng đứa tên Công. Ví dụ rồi đó. Châu Lợi Bàn Đà Già. Thì ngài này đặc biệt á, là hai anh em. Anh của ngài á, tên của ngài, anh của ngài là Bàn Đà Già. Thì người anh á rất là thông minh,
Nhưng mà đặc biệt ngài thì kém thông minh, học không bao giờ thuộc. Có một bài kệ 4 câu mà học 3 năm không thuộc. Người anh bực quá đuổi, nó thôi đừng có tu nữa, ở chùa hao côn mà học kinh không thuộc. Thì trong lúc mà ngài đi ra tới cửa, ngài đi về đó, thì cũng còn lưu luyến, dù sao cũng mấy năm ở chùa mà. Thì trong khi bệnh rịnh như vậy thì Đức Phật đi tới, ngài mới hỏi nguyên do. Thì mới biết là ngài do bị đuổi, anh người anh kêu đi về đi là tại vì học kinh không thuộc. Đức Phật thương cho nên Đức Phật biểu thôi bây giờ tôi dạy thầy 2 chữ thôi. Thầy làm ơn thầy nhớ dùm tôi 2 chữ là chổi quét. Mà khổ hãy ngày nhớ chữ chổi thì quên chữ quét, mà nhớ chữ quét thì quên chữ chổi. Mà Đức Phật phải chịu khó dạy cho ngài cái cách quán. Chổi quét có nghĩa là lấy cái chổi quét những phiền não ra khỏi cái tâm tư mình. Và cứ như vậy mà cuối cùng ngài mới thành tựu. Cho nên ở trong đạo thì ngài đặc biệt là có ngài được người ta biết đến nhiều lắm, tại ngài có cái đặc biệt đó. Châu Lợi Đàn Đà Già, người thứ 8 tên là Nang Đà. Thì ở trong kinh á, Pháp Hòa nói cái này để rồi đại chúng thỉnh thoảng đọc kinh rồi đại chúng sẽ thấy có một ngài còn có một tên nữa. Cái tên nữa là Tôn Đà La Nang Đà. Tại sao gọi là Tôn Đà La Nang Đà? Chữ Tôn Đà La đó có nghĩa là diễm, là đẹp. Đó là lấy tên của người vợ của ngài Nang Đà. Bởi vì lúc Nang Đà chưa đi tu có vợ. Nhưng mà ở trong đạo rất nhiều vị tên Nang Đà, cho nên bây giờ phải thêm một chữ nào đó để biết rằng Nang Đà này là Nang Đà nào. Cho nên lấy cái tên của người vợ ráp vô luôn, Tôn Đà La Nang Đà. Giống như ở chùa mình vậy đó, hay có hai mình thì giờ mới nói Minh nào, phải ráp tên của vợ vô, Minh Túy hay là Minh Huệ. Hồi xưa ở chùa về, hồi xưa nữa thì có hai Phật tử, hai ông cũng cùng một tên Khải. Mà khổ đó, kêu ông Khải cao cũng được, vì hai ông cao giống nhau. Cuối cùng phải kêu Khải gì biết không? Khải Lan với Khải Trinh. Bởi vì kêu Khải cao là ông Khải nào cũng cao, thì Khải cao cũng không được, thì cuối cùng phải nói Khải đó. Rồi bây giờ ở chùa mình ví dụ như có Hiền, hai anh Hiền. Hiền mà chuyên môn lo trên Tây Thiên kêu Hiền Tây Thiên. Hiền mà chuyên môn phụ với Trúc Lâm kêu Hiền Trúc Lâm. Đó, quý vị thấy không? Rồi cũng nhiều ma chứ phải kêu mai nào. Đó, thì ngài Nang Đà cũng vậy. Ngài Nang Đà còn được một cái danh nữa là Tôn Đà La Nang Đà. Thì ngài Nang Đà là ai? Ngài Nang Đà là em ruột của Phật, cùng cha khác mẹ với Phật. Bởi vì mẹ của Đức Phật là Hoàng hậu Ma Gia đó, chỉ sinh ra được ngài thôi. Sau 7 ngày thì Hoàng hậu mất. Cho nên vua Tịnh Phạn mới cưới người dì, tức là em ruột của Hoàng hậu Ma Gia, là bà Maha Ba Xà Ba Đề. Thì Maha Ba Xà Ba Đề mới sinh cho vua Tịnh Phạn thêm một người con nữa tên là Nang Đà. Cho nên Đức Phật với Nang Đà đó, Nang Đà là anh em cùng cha khác mẹ. Thì Nang Đà đó tốt lắm, có mỗi một cái tội thôi là mê sắc. Cho nên cái ngày mà Nang Đà có vợ đó, Đức Phật đi về thăm. Thì khi Đức Phật đi ra thì Nang Đà cũng lịch sự đưa tiễn Đức Phật ra cửa. Thì không ngờ á, mới vừa nói để em tiễn Thế Tôn đi về, Đức Phật xoay qua đưa cái bình bát cho Nang Đà cầm. Rồi Nang Đà tưởng là ra tới đường thì Đức Phật quay lại lấy bát đi về. Ai ngờ đâu Đức Phật không nói gì hết, Đức Phật cứ nhắm trước Phật đi. Ông thì không dám nói anh ơi anh quên cái bát, cho nên lo to đi đi về, mà trong bụng thì ấm ức lắm. Trời, người ta mới cưới vợ mà chưa gì hết mà phải tiễn ông này đi về chùa thì khổ quá. Đức Phật về tới nhà, tới tịnh xá, Đức Phật thuyết pháp. Thuyết xong rồi ông nghe xong rồi cái ông ấy, ông phát tâm ổng tu. Mới có đám cưới à, mà nghe thuyết pháp xong cái thì lúc đó đó được cái lời pháp của Phật, cái phát tâm tu. Nhưng mà khổ là ngồi thiền nhưng mà còn nhớ cái bà Tôn Đà La ở nhà.
Cho nên Ngài ngồi nhưng mà Ngài không, Ngài có ngồi nhưng mà Ngài không có thiền. Mà nếu có thiền là thiền cái người vợ mới cưới của mình ở nhà. Thì có một hôm á, Đức Phật mới muốn độ cho Ngài Nan Đà, cho nên Đức Phật mới đưa Nan Đà lên cõi trời. Thì lên đó trời ơi, cung phi mỹ nữ quá chừng nhiều luôn. Mà tới cung điện nào cũng thấy để là điện này dành cho Nan Đà, điện này dành cho Nan Đà. Đức Phật hỏi cái Nan Đà mới hỏi mấy cái này cho ai vậy? Thế thì mấy cô nói dạ, cái này để dành cho một người đệ tử của Thế Tôn tên là Nan Đà đó, mới tu có mấy bữa à, mà công đức lớn vậy nè. Mà nếu ổng chịu khó tu nữa là ổng lên đây ổng làm resident ở trên đây, làm chủ nhân trên này luôn. Nghe sòng khoái quá, về tới. Nhưng mà cái tâm nhớ vợ chưa hết, Đức Phật đưa xuống địa ngục. Đi xuống thì thấy mấy cái chảo dầu sôi á, mà không có người. Hỏi quỷ sứ vậy chứ mấy cái chảo dầu này cho ai vậy? Nói để dành cho Nan Đà. Ổng mà tu lơ tơ mơ đó là ổng xuống đây. Nhờ như vậy mà Nan Đà tu tiến. Không, thì đó là cái câu chuyện mà nói ý ở đây á, cái chữ mà thiên đường với địa ngục á, mình cũng có thể hiểu là khi mà mình đang là một người đi xuất gia thì mình quả thật cuộc đời mình nó thênh thang, nó rộng lớn vô cùng, không có phiền muộn. Nhưng mà một người mà vướng vào cái hoàn cảnh gia đình, dù có hạnh phúc cỡ nào đi nữa thì cái vướng nó vẫn có. Hạnh phúc cỡ nào đi nữa thì bây giờ không còn đi đứng thoải mái thông dong như là cái người còn single nữa. Đó là single thôi là đã phi đông kiểu đó rồi, thì người xuất gia thì còn thảnh thơi nữa. Rồi bây giờ người thứ 9 là ai? Người thứ 9 tên là tên là Nan Đà. Nan Đà là A Nan Đà. A Nan Đà là thị giả của Phật. Vị này là anh em chú bác với Phật, con của người chú. Ngài A Nan là được Phật tử của chúng ta là quen biết nhiều lắm, tại vì Ngài rất là nổi tiếng, phải không? À, nói tới Ngài Nan A Nan thì ai cũng biết hết. Hồi nãy mình nói thiếu một vị đó, thiếu Ngài Ca Diếp. Ngài A Nan nó đi tu hồi năm 20 tuổi. Cho nên khi mà bị Ngài sanh ra nhằm cái ngày Phật thành đạo, khi mà Phật thành đạo dưới các con gốc cây Bồ Đề á, thì lúc đó Ngài A Nan được sinh ở Hoàng Cung. Thì mới nghe tin là Đức Phật cũng thành đạo cùng một lúc, cho nên mới đặt tên Ngài là Nan Đà. A Nan Đà, dịch nghĩa là khánh hỷ, Ngài vui mừng. Khi mà Ngài đi làm thị giả cho Phật á, khi mà lúc đó Đức Phật 50 mấy tuổi rồi, Ngài Mục Kiền Liên cũng đã từng làm thị giả một thời gian. Nhưng mà sau đó thì trong tăng chúng họp lại và nói rằng Đức Phật bây giờ đã hơn 50 tuổi rồi, nên cử một người làm thị giả coi như là chính thức cho Đức Phật. Thì lúc đó cả chúng cử Ngài A Nan. Nhưng mà Ngài A Nan lúc đó đó hơi lemon question đó, tức là hơi chảnh đó. Là Ngài ra điều kiện với Phật, Ngài phải có những cái quyền của một vị thị giả. Thí dụ như là ai muốn vô gặp Phật á, mà Ngài thấy không có tiện thì Ngài có quyền không có cho. Rồi Đức Phật á phải nói lại những cái kinh mà Ngài chưa nghe. Bởi vì vô tu sao mà có những cái kinh Phật nói trước kia Ngài chưa được nghe, thì bắt Đức Phật phải nói lại cho Ngài nghe. Và không có bao giờ nhận áo, nhận y của Phật để mặc. Thường thường mình làm đệ tử, làm thị giả là mình được, mình rất thích là thầy mình cho mình lại những cái y cũ mình mặc, đúng không? Nhưng mà Ngài A Nan là không. Tại sao quý vị biết không? Vì Ngài không muốn người ta dị nghị. Ngài là vừa anh em chú bác, vừa là thị giả, cho nên được Đức Phật cưng hơn. Ngài không muốn người ta dị nghị. Cho nên những cái điều kiện của Ngài là không có nhận y cũ.
thì cuộc đời của Ngài nhiều lắm. Hôm nào mình có học riêng về Ngài mình nói. Ở đây có những vị khi nào mình học về thập đại đệ tử thì mình mới biết thêm. Pháp Hòa chỉ nói sơ thôi. Ngày thứ 9 là A Nan rồi. Ngày thứ 10 là La Hầu La. La Hầu La là con của Phật, con của Thái tử đó. Nhưng ngày La Hầu La đó, dịch nghĩa là gì? Dịch nghĩa là phú chướng. Thì trong kinh đó có định cái chữ chướng này. Tại sao là chướng? Là vì Ngài đó, là chướng, làm chướng ngại cho cái hành trình đi xuất gia của Phật. Bởi vì khi đó đó Thái tử Sĩ Đạt Ta muốn đi tu thì vua Tịnh Phạn không cho. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta mới đặt ra những cái điều kiện. Bây giờ cha nói cho con nghe đi, làm cách nào con trẻ hoài không già, khỏe hoài không bệnh, sống hoài không chết. Ngài Tịnh Phạn làm sao làm được việc đó? Rồi lúc cuối cùng bí lối quá, vua Tịnh Phạn mới nói bây giờ con làm gì làm, con muốn đi tu phải không? Vua Tịnh Phạn mới chỉ vô cái bụng của Gia Du Đà La. Có nghĩa là muốn đi tu á thì cũng được, nhưng mà với điều kiện là làm gì? Phải có con. Cho nên vì cái chuyện mà muốn đi tu mà Thái tử Sĩ Đạt Ta phải có con để lại nói dòng thì mới được đi tu. Cho nên là phú chướng, chướng ngại Đức Phật. Còn có sử thì nói là Ngài La Hầu La ở trong bụng mẹ 6 năm. Với cái quả báo là có một lần Ngài rượt những cái con thú nhỏ đó, rồi Ngài lắp miệng nó lại, Ngài không cho nó đi, và cuối cùng nó chết một bầy trong đó. Và vì cái quả báo đó mà Ngài ở trong bụng mẹ 6 năm. Thì cái đó là cái tích, cái sử thôi. Nhờ ở đây mình nói cái hiện thực là Ngài là con của Đức Phật. Ngài đi tu năm Ngài 7 tuổi. Khi mà Đức Phật về thăm nhà đó, rồi Gia Du Đà La mới nói con lại con hỏi ba đi, tức là Phật á, để gia tài lại cho con. Đức Phật nói có hai gia tài, một gia tài là dễ mất, một gia tài bất diệt. Muốn gia tài nào? Nó gia tài bất diệt. Nà, muốn gia tài bất diệt thì theo ta. Còn gia tài mà cung vàng địa ngọc, thời gian thôi là cũng mất. Kiều Phạm Ma Đề, người Trung Hoa dịch là ngu ti. Bởi vì đó là tiền kiếp của Ngài. Ngài là một vị sa di còn nhỏ tuổi. Ở trong chùa chung với các thầy tỳ kheo thì có một vị thầy tỳ kheo già tụng kinh, mà thầy, cái chú sa di này lại cười, nói trời ơi thầy tụng kinh giống như con trâu nó đang nhơi cỏ. Nói ngạo nghễ với cái vị tỳ kheo già đó, mà cuối cùng Ngài phải đọa làm trâu 500 năm. Mà vì 500 năm làm trâu cho nên nhai cỏ suốt cả 500 năm, cho nên cái tập nghiệp đó, nhai cỏ đó, nó còn. Cho nên là Ngài lúc nào cái miệng Ngài nó cũng nhơ như con trâu mà nó nhai cỏ vậy. Thì Đức Phật sợ á, các thầy tỳ kheo trong chúng á cười chê cái vị này. Cho nên là biểu Ngài lên cung trời Đau Lợi ngồi thiền ở trên đó đi, để rồi hàng ngày chư thiên cúng dường. Vì vậy cho nên Ngài Kiều Phạm Ba Đề còn được tên là Thọ Thiên Cúng Bậc Nhất, tức là người được thọ nhận cái sự cúng dường của cõi trời nhiều nhất. Người thứ 13 gọi là Tân Đầu Lô Phả La Đọa. Đây là một vị La Hớn mà thường đến chứng trai cho các buổi cúng. Cho nên thường đại chúng thường thấy khi nào mà cúng trai tăng á, thì người ta hay niệm là Nam Mô Tân Đầu Lô Phả La Đọa Bạc Xà Tôn Giả. Thì vị tôn giả này có cái nguyện nơi nào có cúng dường trai tăng thì tôn giả này sẽ đến chứng minh và ban phước lành. Và tôn giả này là một trong 18 A-La-Hớn. Khi mà người ta chọn lọc các vị La Hán tiêu biểu đó, 18 vị đó, thì vị tôn giả này được chọn là người đầu tiên. Thân tướng của Ngài ốm, có cái lông mi dài chấm tới đầu gối. Bây giờ quý vị thấy những cái tượng La Hán mà quý vị thấy cái tượng đầu tiên mà ốm nhôm, da xương không, mà có cái chân mà dài, đó là quý vị biết tên của Ngài là
Thân đầu lô phả la đọa. Ca lưu đà di tên là, dịch người Trung Hoa dịch là hắc quang. Hắc quang là ánh sáng ban đêm. Cái thân của ngài thì nó đen thui, mà đặc biệt là ban đêm á thì nó lại hơi sáng sáng. Có một hôm á, ngài đi, ngài có cái tướng xấu lắm, cho nên là không ai thích cúng dường cho ngài hết á. Cho nên ngài vì này á thường hay thiếu ăn. Ai đi khất thực cũng đủ ăn á, mà đặc biệt ngày này là hay thiếu ăn. Thì con bữa nọ là ngài đi xin buổi chiều, bị đói quá đi xin ăn chiều. Thì có cái cô đó, trời tối cổ ra thì, cổ bước ra thì ban, mà đặc biệt cái vị này là ban đêm á, thì cái tướng làm sao sáng, cho nên cổ thấy trời tự nhiên đen, trời tối như vậy mà có một cái ánh sáng, thì cổ tưởng con quỷ, cổ hét lên một tiếng cổ xỉu. Và từ đó trong luật mới chế là các thầy tỳ kheo không được đi xin buổi chiều. Từ cái vị này nè, mình mới có cái luật là không đi xin chiều đó. Chứ nếu mà không có này thì chắc giờ mình cũng được buổi chiều. Ca lưu đà di, ma ha kiếp tân na, gọi là tri tinh tú đệ nhất. Sau phòng cha mẹ của ngài này sinh ngài ở một cái ngôi sao thứ 4 trong 28 sao, Bạc Câu La. Bạc Câu La là thiện dung, có là thân tướng tốt. A Nậu Lâu Đà dịch là vô bằng, người không có nghèo. Thì trước khi chúng ta hết giờ đó, thì Pháp Hòa nói đến một vị nữa là ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp hồi nãy mình thiếu đó. Thì ngài Ca Diếp á, là đệ tử lớn của Phật. Cái vị này á, có cái hạnh tu đặc biệt là ngài tu hạnh khổ hạnh, mà trong kinh thường gọi là đầu đà. Đầu đà còn dịch nghĩa là khổ hạnh á, tức là ăn cơm hẩm hiu rồi vậy đó. Thì ngài cái chữ Ca Diếp á, dịch là ẩm quang. Ẩm quang có nghĩa là uống ánh sáng. Ẩm là uống, uống ánh sáng. Bởi vì ngài á, cái thân của ngài á, nó sáng đẹp lắm. Giống như cũng thân tướng bình thường, nhưng mà ở nơi cái phước tướng người đó, nhìn tự nhiên nó có một cái gì đó giống như là cái ánh sáng vậy đó. Thì trong kinh á, quý vị nào mà đi qua Trung Quốc á, đến các chùa lớn á, thì quý vị thấy là đứng hầu Đức Phật á, có hai vị A Nan và Ca Diếp. Thì ngài Ca Diếp là, ngài A Nan á là trẻ đẹp, mặt tròn chắp tay. Còn ngài Ca Diếp á là cái thân tướng của một ông già da nhăn, ốm o, và tay thì ở trong cái tư thế gọi là ôm quyền. Ôm quyền có gì vậy nè, không phải là chắp tay mà ôm quyền. Nó có cái lý do là bởi vì cái thân tướng của ngài sáng đến mức độ là 10 cái ngón tay của ngài á, mà nếu mà ngài chắp thẳng như vậy là tự nhiên mình nhìn mình cũng cảm thấy như như có một cái luồng ánh sáng nó đi ra vậy. Cho nên đặc biệt Đức Phật á, cho ngài Ca Diếp được cái phép á, là đứng hầu Phật không cần chắp tay như các vị khác, mà phải cung quyền như vậy để che cái những cái ngón tay lại, để cái ánh sáng nó bớt đi. Quý vị hiểu ý không? Thành thử sau này người ta khi người ta tạc tượng ngài Ca Diếp á, là người ta tự, tượng người ta làm vậy. Còn A Nan thì chắp tay. Hôm nay mình chỉ nói đủ 16 vị, đều là những vị chúng ta đều biết, phải không? Chúng sở tri thức mà. Những vị này mình nghe hoài trong kinh mà, không? Lịch sử thì mình cũng biết nhiều, khá nhiều. Cho hôm nay là chỉ nhắc lại thôi. Chúng sở tri thức, kỳ sau mình sẽ tiếp. Xin mời đại chúng tham dự và xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thâm. Phật khi nghèo khó
Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Ngợi Phật khi lạnh giá, muốn tìm được ai.